tởm này, đi mẹ mày tởm. Tôi nhá, đéo có chuyện gọi là đi mẹ mày. Giữ ý hay là phải phải giữ hình ảnh đéo gì hết. Kể cả mọi người đang đi chơi nó đánh giấm, kể cả đi đi bất kể đi đâu cùng một đoàn á, bảo đánh giấm cái thứ cần thiết đánh luôn. Ô ngày xưa kể cả đang làm với người yêu đang chuẩn bị đi mạ phong quả giảm luôn, thối hùm mất hứng luôn, nhờn cãi nhau luôn, hiểu chưa? Đó là sự thật. Bây giờ nhiều người mất mấy chục triệu để đi chữa đại tràng chữa bụng để đánh được những quả giảm, tại sao đít mình mệt đít mình thở mà lại người ta lại bảo đánh giảm là vô ý thức? Thế các ông bà có đánh giảm không, đúng không? Các ông bà lại bảo các ông bà không đánh giảm đấy. Chẳng qua khi đánh giấm ông bà con trai hay con gái các ông đánh theo cái kiểu đi mạ mà ép khí thì nó khác. Còn tôi là tôi cứ kênh con mẹ lên này, tôi vách 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 đi ra, tôi đánh một phát là nó ra hết cả một mảng luôn, nó thoải mái. Chứ các bà mấy con vợ đánh giấm kiểu 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 kia, kiểu co co, kiểu ép 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 nó ra kiểu píp 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 đấy, điều ra của đấy là không ăn thua. Tôi đánh nó về đi mạ mà đánh một phát là một tràng luôn. Ừ, ví dụ như đánh 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 kiểu các bà này này đấy đấy, đấy. Các con vợ rồi đấy không, quánh đúng kiểu đi mẹ mình ngập ngừng luôn, tim tim anh ngập ngừng đấy, tim em ngập ngừng ấy này. Đấy đúng không, các con vợ nghe tiếng tiếng rõ không, làm to lại lên tí nữa nhá. Đấy quánh quánh kiểu ngập ngừng ly biệt đấy. Tôi nhá nhờn đi bạn hộ ái phang thẳng luôn không phải ngại. Thêm hơn nữa này, nhờn là đánh để hiểu luôn quả giấm của mình, chứ không kiểu đánh như này đi mẹ mày về á, về cẩn thận bị bệnh đấy, đau đấy. Mình là mình phang thẳng luôn, đánh là đánh bíp còi như đắc tắc đường ấy, đúng không? Là phang là phải phang mạnh luôn, không trình bày xưa giờ đã đánh nhỉ. Phịp phịt mới cả phịp phịp. Hoành nó phải là đánh hết luôn. Đéo bao có chuyện ngại. Địt mẹ bây giờ mà ngại thì bảo đít anh mệt anh thở thế thôi. Anh mà nhịn lại may là địt mẹ mày là phun phun trào ra thì làm nào. Mót là Phật, không trình bày đố hộ ái. Cả nhà đang ăn cỗ. Ui, em hỏi tất cả bạn bè anh ấy, đợt vừa rồi lên nhà anh chơi sâm Tết này, bạn bè anh em thân ấy lên họ gặp mẹ Chiến bố Hải, mẹ mẹ đẻ luôn mẹ Chiến này, bạn bè đến nhá, 4 5 đứa đến nhá, đang ngồi mẹ quánh lắm, quánh má ơi luôn, quánh đến nỗi mà thằng Tuấn Tồ này, thằng Toàn Vẩu này, thằng cán bộ này mà còn đỏ hết cả mặt cơ. Hỏi mày nhé, hỏi mấy thằng ấy, ui mẹ Chiến quánh nhá, quánh không phải nhẹ 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 đâu, mẹ quánh theo chàng luôn, biết chàng không, chàng rắm ấy. Ngày xưa anh nhớ như một bạn anh dắt đến nhà ăn cơm, ngồi ăn cơm với nhau nhá, nên là em anh này, bố anh này, mẹ anh này, bạn ý này và anh này, mẹ nhá, kể con gái người yêu hay là người yêu đấy nhá, bạn gái đấy, gọi là bạn gái đấy, đến nhà nhá bà quánh rắm luôn, buổi mặt bà người yêu mình đỏ bừng luôn, đéo hiểu vì sao. Đi mẹ mày lên nhà ông Long này, gia đình nhà ông ấy đéo hiểu nhà sao lại hài thế, hay là vô duyên thế, hay là như nào. Ôi mẹ quánh một phát nha, mặt bà người yêu đỏ đỏ bưng luôn, đỏ như ăn gấc luôn, ngại mà. Mẹ Chiến cứ ngồi cứ cười, cứ dặn là cười rồi. Nhà anh buồn cười á, không giữ ý kiểu đấy đâu. Cười vậy luôn. Các con vợ mà muốn tăng cân giảm cân với cả chị Mụn thì inbox nhá. Đừng ấy, mua phải inbox ấy, đừng quên ấy. Em ơi, tầm này bước con mẹ sang ngày mới em chúc anh buổi tối vui vẻ làm đéo ấy. Ôi, đi chưa đánh rắm thì nói chuyện bình thường, sao mà không đánh rắm. Anh đánh đánh bình thường luôn. Đi mà ăn kênh hẳn đít vào mặt anh đánh luôn. Ở đây là có anh em nào chơi trò mà mót đánh rắm ấy, mình cho tay vào khe đít mình bịp này, bịp vào mũi mũi bạn nhá. Ngày xưa tôi toàn thế không? Toàn đánh rắm kiểu đấy mà. Thành Minh hơn 5k rồi. Em ơi hơn 5k hay là 10k anh đéo quan trọng em ạ.
anh có phải là anh lên livestream anh chém gió để anh câu like câu view để nhiều người xem đéo đâu. Mọi người thích nghe mình nói chuyện, quý mình thì mọi người sẽ vào xem mình. Đéo thì phải đi nói chuyện linh tinh rồi chém gió hay là chửi người này người kia để mình câu view để mình đéo. Đéo giải quyết vấn đề gì cả. Cái câu view này thích em đi em hack cũng vẫn được mà. Em hack để làm gì? Qua mình nói chuyện mình chém gió với mọi người vào đây chơi mình thì mọi người xem thôi. Anh chưa ngủ à? Phải luôn. Anh chưa ngủ thì anh mới livestream anh mà nói chuyện với em. Anh chưa ngủ anh vẫn thức em gì. Nói chung là bây giờ cái gì nó cũng phải thực tế. Trai gái hôn hít cái tít mù làm gì nó phải thực tế. Nói chung là bà nào mà yêu ai hay là anh yêu bà nào thì giận nhau nó cũng kéo được lâu đâu. Nếu mà cãnh cọ nhau linh tinh thì nhanh hòa giải á. Gặp anh thì trong lốt nhạc hòa giải luôn. Đâu có chuyện đi tạ mẹ. Ngày xưa yêu nhưng cũng nhiều quả buồn cười. Đang đi đường nhá, cãi nhau nhảy con mẹ xuống xe luôn. Ô vãi luôn. Thế bà bị làm sao? Đang yêu, đang cãi nhau gọi là đi kiểu vô tình gái nhắn tin hay đéo gì. Hay đéo nhớ là cái chuyện gì. Đang đi xe. Đang đi ngoài đường. Nhảy con mẹ xuống đường chạy bộ luôn đó. Phải luôn cái cảnh mà đi mẹ người yêu chạy bộ đi xe đéo hiểu là thốn đến mức nào luôn. Ui cái cảm giác này là thốn. Đéo biết là lên đi về hay lên bà gọi bà lại ấy. Đéo biết làm nào. Gọi lại các bà thì ngại mà đéo gọi thì lại bảo là mình là đéo yêu mình đéo ra gì. Nhiều cái nó khó hiểu. Nhiều bà muốn cười. Anh đã sỏ bọng đéo đâu mà debut. Nhưng mà ví dụ đang trong trận đánh rắm có mất hứng không các bác? Thực ra ví dụ mà rắm của em đánh quả rắm lành ấy. Tức là rắm lành ở đây có nghĩa là rắm không có mùi. Nó chỉ có tiếng thôi thì nó không sao. Nhưng mà hôm trước em vừa ăn hải sản, em ăn khoai, ăn ngô mà em đánh quả rắm ra thì thôi anh thề luôn. Mùi đi mẹ mùi nó như là mùi cống luôn thì. Mình đang đi đường mình ở phòng này mà mình ngửi cái mùi cống mình khó chịu rồi. Mà đang lúc mẹ mày dâng trào cao hứng mà cô em lại ăn quả ba tê hôm qua cô em vừa ăn ghẹ với cả hầu với cả ấy thì thôi mùi nó khắm đi mẹ mày. Mùi nó khắm như kiểu đi mẹ mày sắp chết. Cái mùi những người sắp chết mà đi vệ sinh ra ỉa khắm lắm lạm luôn. Hello anh Tuấn nhá, khỏe không anh? Lại bảo đang thi chiến mà lại bảo là có dằm thối thì có mất hứng không? Mất má ơi luôn, mất quá luôn. Kể ra mà bây giờ mà có đạo diễn nào mà mình kiểu dạng bây giờ mình mà may mắn nhỉ mà có con vợ đạo diễn nào mà Long à, anh có bộ phim mày vào mày đóng cho anh thằng Đao hoặc là cái thằng là mà kiểu hầu hạ đại ca đóng vai kiểu ngơ ngơ ấy, ngơ ngơ kiểu nghiện ấy, kiểu hay hút đá xong ngáo ngơ không làm được việc ấy. Ôi ông anh ơi, ông anh đạo diễn ấy tìm đúng người luôn. Địt mẹ mày tối mà đóng kiểu nghiện kiểu ngáo ngơ mặt si bà đào nhá, mặt đúng kiểu địt mẹ mày viêm lão Nhật Bản à thì thôi. Đi cứ đúng kiểu này chết thì thôi chấm hết luôn. Đéo có duyên làm diễn viên các con vợ. Xem mấy ông diễn viên toàn mấy ông đi mà đóng cái kiểu cố dạ cố tỏ ra mình hài hước để mình buồn cười không có cười đéo đâu. Bây giờ mà các con có con vợ là tôi gọi đến mà bảo Long ơi đóng thế nhở, số mình may mắn thế thì đi mà lên truyền hình thì lên truyền hình nhồi toan từ vỉa với cả từ mấy cái từ vào chấm hết vào thì thôi luôn thì các con vợ đỡ hộ ấy. Số mình đéo được làm diễn viên đấy được làm diễn viên thì lúc giờ này đéo được gì mà ngồi đây bố mẹ đi kiếm tiền quảng cáo. Trường Cao Mon chuẩn rồi em, thằng đóng như cái hồn ấy. Như thằng thần kinh. Số không làm diễn viên là thế đấy. Phải đi buôn bán đấy.
Chuyện chơi đồ à? Thôi, đéo đi cho anh nghỉ à? Đi bạn mày kể từ nãy đến giờ rồi con vợ cứ bắt kể. Em chưa có người yêu nhé. Em có chịu được Lục gia không ạ? Em... Ừ thì anh tự đóng hài cho anh ở đây nữa. Anh thử viêm lão Nhật Bản đi. Đi vẽ thằng này rất đều. Thằng này comment rất đều. Ui dồi ôi. Dụ đạo diễn người Bắc mình thì ok, mà đạo diễn trong miền Nam thì hơi bị có lò. Em có muốn vai, em có muốn vai 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 tốt không? Vai vai ok không? Lên 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 nhà nấu cho anh bát mì. Địt mẹ à, mày lên anh nấu em luôn đi. Mì mì mùng gì. À đúng rồi. Lâu không làm cho các con vợ nghe từng muỗi nhỉ? Tự dưng có người nhắc đến. Nghe nhá. Từng muỗi này. Đấy, các con vợ nghe từng muỗi hay không? Thi thoảng mình đi ô tô đi đâu chơi, chiêu mấy bạn nữ mới quen làm từng muỗi, đéo biết con gì kêu. Mình làm kiểu nhỏ nhỏ cho nhỏ nhạc xuống, mình làm mình âm thanh nó vừa vặn thôi. Đấy, đó, đấy. Từng muỗi đâu không con vợ? Ôi trời ơi, nghĩa ngủng đéo ấy. Kể ý nghĩa hình xăm với cái ngủng đéo ấy. Mấy thằng trẻ con 17, 18 tuổi đéo chịu học hành nhưng lại cứ rất thích kiểu Hawaii xăm để thể hiện mình làm đéo không biết. Học hành đéo chịu học, kiếm tiền đéo chịu kiếm tiền. Khi nào ông kiếm được thật nhiều tiền thì lúc đấy ông bảo anh ơi em có tiền này anh tư vấn em mình xăm rồi ok. Học cái đéo chịu học cứ suốt ngày xăm. Xăm để làm gì? Xăm xong đi làm bộ đội trả góp à? Nhìn thấy bộ đội trả góp chưa? Các loại bộ đội trả góp luôn, các kiểu luôn. Thế là mấy con vợ nghe nghe từ mũi mình khoái. Khoái không? Làm to nhá. Thì mẹ mà nghiêng đầu lắc nghiêng như thằng Shiba Dao ấy nhỉ. Ngày xưa anh Long có đi đua không? À lại kể chuyện đi đua. Nói chung là cái tuổi trẻ ai cũng phải từng trải qua nhiều biến cố, nhiều giai đoạn mới là mình có kinh nghiệm và là mình lớn lên được. Anh thì thực sự ngày xưa thì đi đua anh có đua nhưng anh đéo cầm lái. Nhưng mà anh đi đua ngày xưa anh đéo cầm lái, anh chỉ ngồi sau thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ thời thế nó hiện đại rồi, tuổi trẻ thì ai cũng thích kiểu bốc đầu với cả lửa bô đấy. Ngày xưa anh cũng bốc đầu lửa bô, anh ngồi sau mà, ngồi sau đằng Đại Dương ấy. Cũng đi đua. Nhưng mà một thời gian về sau mình biết sợ, khi nào cái tuổi mình qua mình nghĩ lại bây giờ, nhưng mình nghĩ lại bây giờ mình thấy sợ. Thế cho nên là mình chỉ có một lời khuyên này cho đến cái bạn trẻ mà hay đi đua ấy. Tốt nhất là anh em mình thanh niên lên nghịch một tí để cho biết thôi. Đừng có ham đua quá, đừng có đua xe kiểu ngông quá. Thích thì 4-5 ông đi về đoạn đường làm vòng vắng mà nghịch với nhau. Đừng có đua. Vì sao bây giờ? Bây giờ đến bây giờ nhá. Bây giờ tôi nghĩ lại là mày ngày sau ngày xưa mày đi đua, mình chạy cơ động nó mình sợ thế, ngu thế. Bây giờ mình nghĩ lại mình ngu. Bây giờ nghĩ lại nhá. Bây giờ tôi mình nghĩ ra tôi mới biết này. Bây giờ ví dụ đi đua, ngã phát, chết chết mẹ đi. Đúng không? Bây giờ ví dụ đi đua, bây giờ mình về mình nghĩ lại bảo ngày xưa đi đua, chẳng may mà mình bị ngã đập đầu phát, chết chết mẹ đi. Đúng không? Đỡ phải khổ bố mẹ. Thế bây giờ ông mà ông đéo chết ông ngã. Bây giờ ông ví dụ ông ngã một phát nhá, ông chết. Đấy. Bố mẹ đau mẹ thì một giây sót một giờ. Giây sót một giờ để cho bố để cho bố mẹ mình biết đi.
Bây giờ chẳng may ông ngã đập đầu đất phát này, ông đéo chết. À, ông đéo chết, ông về nhà ông nằm, ông bị ngã đầu đất nhá. Ông đéo chết, ông về nhà ông nằm, ông cứ hàng ngày ông nhìn quạt trần cười thì lúc đấy mới là khổ không ạ? Nhìn lại bây giờ 30 tuổi đầu tôi đến tận 25 27 tôi mới nghĩ ra nhỉ. Đi đua ngày xưa ngã chết thì chết mẹ đi, đéo chết. Mà ngã đéo chết mà lại về lại làm một chỗ mà lại cứ nhìn quạt trần cười với cả nhìn mày ngói. Thế này thì thôi rồi thật. Bố mẹ này, con, các anh chị em, họ hàng trong nhà. Đi mẹ mình đến thì thôi, buồn. Buồn cho số phận luôn. Thật. Chết, đéo chết mẹ đi. Cứ nhìn quạt trần cười. Thế bây giờ vô tình bạn ông bị làm sao, ông đến nhà bạn ông nói chuyện, cứ nhìn quạt trần nó cười, đéo biết ai vào ai thế nhỉ? Đúng không? Ít mà bây giờ đến nhà chơi công đua chết thì không chết công, đến nhà các ông lại nhìn quạt trần cười, có phải vừa khổ bố vừa khổ mẹ không? Ôi tốt nhất là mình phanh đến lúc mẹ mẹ ân hận đéo kịp đâu. Đúng không? Lúc về nhìn quạt trần cười là hỏng rồi. Là hỏng luôn rồi. Hỏng quá luôn. Hỏng nặng luôn đấy.